Trở lại với không khí và phong vị những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền, tạm xa không khí Tết ở đồng bằng, mời quý vị cùng phóng viên lên với vùng miền núi A Lưới, nơi cộng đồng người Tà Ôi vẫn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian độc đáo. Trong đó, trang phục truyền thống là một biểu tượng văn hóa phản ánh phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc rất riêng của dân tộc Tà Ôi. Trong các hoạt động lễ hội gần đây của đồng bào dân tộc anh em trên nhiều vùng miền đất nước, công chúng vẫn chưa quên được ấn tượng và nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc. Trong đó, những bộ trang phục truyền thống dân tộc Tà Ôi đã tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, gây ấn tượng sâu sắc với mỗi du khách, cảm nhận rõ sự sinh động đa dạng của văn hóa Việt. Đặc biệt, trong các dịp lễ Tết, trang phục truyền thống người dân Tà Ôi đã góp phần tạo nên chỉnh thể cho vẻ đẹp văn hóa lễ hội, vừa ẩn chứa vừa phô diễn tình kế thừa những giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Em là gốc của người Tà Ôi thì mang trên mình cái bộ truyền thống của mình, em rất là tự hào và rất muốn được đưa ra cả cái sản phẩm của mình không chỉ ở trong nước mà đưa ra cả ngoài nước. Đối với bản thân tôi là người Tà Ôi thì thấy rất vinh dự và tự hào khi được khoác thì những sản phẩm từ giàng của người Tà Ôi trong sinh hoạt hàng ngày ấy, các cái ngày lễ hội từ lễ hội Aya, các loại Aya rồi đám cưới, đám hỏi đều là người dân đều mang trang phục của mình. Người Tà Ôi có nghề dệt giàng lâu đời và phát triển. Hoa văn trên sản phẩm dệt được chia theo 3 chủ đề đồng, thực vật, thiên nhiên và đồ vật. Hệ thống trang trí này được thể hiện qua cảm quan nghệ thuật nguyên thủy, phản ảnh sinh động thế giới tự nhiên và những điều kiện văn hóa xã hội nơi cư trú. Để tôn thêm vẻ đẹp của mình, người phụ nữ Tà Ôi khéo léo trang điểm những hạt cườm chì, alum, quả rừng, arak để tạo nên những chủ đề trang trí hoa văn đẹp mắt, chứa đựng nhiều hình ảnh, biểu tượng giàu ý nghĩa trong đời sống cộng đồng. Hai màu đen và đỏ là chủ đạo trong trang phục truyền thống người Tà Ôi. Ngoài ra, còn pha lẫn trắng, tím, vàng, xanh, dệt các đường viền và tạo các dải màu để bố cục thành hoa văn cho từng sản phẩm. Cái mà đặc biệt nhất của sản phẩm mình là mình rất vinh dự và tự hào đối với cái sản phẩm của người dân tộc Tà Ôi. Nó luôn mang là cái tinh hoa nghệ Việt, luôn mang là bản sắc của mình, truyền thống của mình để là người ta biết đến. Mà sau khi là trong 100 nước, người ta không có nước nào mà có giống ở nước Việt Nam mình, là có cái sản phẩm là rất là độc đáo, rất là đặc biệt nhất. Nó là phải luôn là tôn vinh chứa những là các nước khác. Để tô điểm thêm vẻ đẹp trang phục người Tà Ôi, họ còn sử dụng các loại hình trang sức là vòng, kiềng, đeo cổ, còng đeo tay và khuyên tai bằng bạc và chuỗi đá hạt mã não để tôn thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Trong những ngày lễ Tết, khoác lên mình những trang phục truyền thống Tà Ôi, nhiều người không khỏi tự hào. Hiện nay thì người dân tộc Tà Ôi được lưu giữ cái nét văn hóa, nét truyền thống của dân tộc Tà Ôi mình. Bản thân tôi cũng thấy mặc rất thoải mái, rất tự tin. Trang phục người Tà Ôi có sự giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa. Vẻ đẹp trang phục được thể hiện qua việc tạo dáng, trang trí hoa tiết, các hoa văn phản ánh sinh động môi trường sống, lòng yêu thiên nhiên, quê hương, con người. Đây là một trong những cơ sở để thẩm định giá trị và thể hiện sự đảm đang, khéo léo của người phụ nữ Tà Ôi. Để làm sao cho cái văn hóa của người Tà Ôi nói riêng, văn hóa của các dân tộc thiểu số nói chung được truyền tải một cách đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất và cũng chân thật nhất đến lên trang phục truyền thống của họ. Chính vì vậy mà họ không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các cái hoa văn truyền thống trước nay của cha ông, của người dân tộc Tà Ôi qua cái kiến thức của người mẹ, người bà, người có kinh nghiệm trong cái việc tạo ra hoa văn truyền thống. Đồng thời họ cũng đối chiếu với cái cuộc sống hiện đại để tích hợp tạo ra những cái hoa văn vừa truyền thống vừa hiện đại một cách hài hòa trên trang phục của họ. Trong các lễ hội truyền thống do người Tà Ôi tổ chức, trang phục truyền thống là một thành tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc Tà Ôi. Điều này không chỉ có giá trị văn hóa vật chất mà còn mang giá trị văn hóa tinh thần, gắn bó với sinh hoạt, nếp sống văn hóa của gia đình và cộng đồng, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của cộng đồng Tà Ôi.